sang Egypt, Egypt Min. Sang Egypt, Egypt Min. Bên mình có P. Mark. Pan. Pho. Đánh được. P Pan Mark Pho 3 chém tuyển một cung. Một trận thi đấu mà nếu như đánh cần phải kết thúc trong đời 3. Không bao giờ được đánh đầu dài. Folesian là của Hồng Anh, mà Hồng Anh thì là vâng vâng bậc thầy về cái việc mà đánh Folesian trâu cung. Khả năng sóc đều cung ở trong gian đầm của Hồng Anh rất ghê. Vâng, đã từng có những trận thiếu highlight mà Hồng Anh cầm phô lu chết cả Egypt cả hit ở cái trận tôi nhớ lâu lâu rồi. Đánh với Hà Nội thì phải. Vâng, cầm phô Hà Nội cộng 2. Hồng Anh cầm Egypt. À, xem là Hồng Anh cầm phô. Sóc châu quân lu chết cả hit lẫn Egypt. Ghê người. Đánh 4-4 đấy. Có lẽ ai lấy văn chương của mình đây nhỉ? Đúng rồi, cũng có các khán giả thì cũng đã nhớ ra trận thì đó người bình luận là vâng anh Hải German. Vâng, bài Hồng Anh đẹp rồi, mắc bêu ở góc 6 giờ này. Cánh bên kia chip boy là người trồi ra phía bên ngoài. Đây là Pơ. Vâng, có hiêu nhưng đồ lô về là chưa. Có lẽ là chip boy đang muốn đá nó về cánh rừng và cắt thêm một dân ra đi dò thêm. Chưa có đồ ăn đến từ Persian của mùa 6. Chỉ là bầy hiêu đầu thôi. Đá với bầy hiêu lại về chiếc BS ăn gỗ. Nếu như bắt đầu vâng, nếu như phải đi dò phải tìm thấy động vật cơ thì Persian nó sẽ vẫn. Vâng, vâng, Lomo chỉ cho 4 con voi. Úi dồi ôi. Như kiểu người yêu đến tháng nhịn cả tuần. Rồi được rồi, lô 1 đã chỉ cho 4 con voi. Sát mép bản đồ à? Không phải đôi đấy. Lô 1 ăn. Của em là 4 con voi sát mép bản đồ cơ. Rồi, đấy, sát mép bản đồ cơ. Bài lô 1 6 voi nhường cho 4 con. Vâng, lên ông chủ cũng khác bọt. Vâng, ngày trước thì còn lâu. Để đấy tao ăn tất. Và ngày trước thì tao bảo mày bao nhiêu lần có mấy quả ở chỗ 4 con voi luôn một ạ. Giờ về đây hết. Vì cái dàn máy này ấy, là khi mà không có kèo là ọp luôn. Vâng, bây giờ thì khi mà vâng ông chủ đại đội trưởng team Game TV luôn một mở quán led thì bây giờ thì có lẽ Game TV mới có một nơi gọi là sân nhà đúng nghĩa. Ngày xưa cứ bảo Dũng con Lâm sân nhà Game TV, thực chất là không phải, đấy là sân nhà của Thái Bình. Vâng, mình cũng xin được gọi là giới thiệu qua về quán game của lớp 1. Bằng quán game quán game có 4 tầng. Vâng, ở tầng 1 thì là để quầy. Vâng, quầy thanh toán cũng như là nơi để xe. Thì lên đến tầng thứ hai là vâng, tầng chơi game có hút thuốc. Đó, tầng thứ hai. Tầng 2 chơi game hút thuốc thì gồm 48 máy chạm dành cho khách và 5 máy dành riêng cho đế chế. Nghĩa là vào những ngày mà không có kèo thì 5 cái máy ở tầng 2 vâng, được sắp xếp cố định, lắp ổ cứng và dùng đường truyền riêng. Thì cũng sẽ offline, rút nguồn điện, khách cũng sẽ không được sử dụng cái làm máy này. Và trên tầng 3 thì cũng như vậy. Mỗi tầng gồm 48 máy chạm dành cho khách và 5 máy dành cho thi đấu, dành cho đánh kèo. Ừ.
Vâng, các bạn có thấy độ chịu chơi. Vâng, dân chơi Nghệ An cũng khác bọt. Mở quán net. Thích thì để bỏ luôn 10 máy ra, chỉ để anh em đánh kèo thôi. Khách ngồi máy khác. Vâng, trở lại với diễn biến trận đấu này. Màu 2 à, đây là màu gì nhỉ? Egypt của Triệu Tử Quýt. Đầu cánh chip boy Triệu Tử Quýt. Mình là mình không đồng tình cái kiểu mà đánh game mà hay lấy tên linh tinh. Bởi vì cái tên nó là cái thương hiệu của mình. Các game thủ top 1 thì các bạn có thể hiểu rằng nếu như muốn tạo dựng được một cái thương hiệu, nó tốn rất là nhiều thời gian và công sức, thậm chí là cả tiền bạc. Vì thế cái tên nó mang cái tính chất của thương hiệu của mình thì nên giữ, đừng thay đổi linh tinh. Vâng, có bạn bảo 2300M 2300M của bạn chắc không được cái tầng 1 đâu. Vâng, tiền thuê mặt bằng phải đóng tiền cốp, tiền cọc rất là nhiều. Chưa kể tiền mua vật tư, máy móc. Vâng, chip boy đang chém rất tốt vào nhà màu 2. Vâng, cấu hình máy đây như nào thì có lẽ mình lát nữa mình sẽ chụp post lên trang Facebook cá nhân. Ai trong này đấy? Lô 1 à? Mút luôn. BB. Vâng, chip boy đang xí phần ruộng và để cung là phần của lô 1, đuổi cung. Không sao, không phải em ơi. Nó đang mất tay chạy cung lô 1. Pha đấy mà gặp phải ai, vâng, gặp phải e, nó phải e được thì đúng là không chạy nổi con dân nào. Lượng lạc đà cực kỳ đông. Màu 3 bay nhà. Chính thức bay nhà, cánh bên này đang tươi. Màn hình máy ông anh ở cánh bên kia cầm vô, đang bị ôm. Màu 1, Seng, Hoàng Mai Nhi đang đẩy khá rát. Vâng, có cái gì thủ cung không? Cánh bên này Hồng Anh đang bị ốp ra lắm. Hồng Anh còn nhà thì mới thắng được. Chim sẻ 27 chui vào đây rồi. Thực chim boy thực màu 5 em ơi, đừng sóc đà nữa. Cánh bên này, cánh bên đấy thế là tươi lắm rồi. Sau y đi. Rồi, Quyết Văn Lớp, Hoàng Minh Nhi, BB đồng loạt đi sai với tỷ số là 0 trong trận đấu thứ hai dành cho đội tuyển Game TV cộng với Hồng Anh. Liên Quân, thời điểm bây giờ phải gọi là Liên Quân. Đây là đội hình mạnh nhất của Game TV từ trước cái này mà tôi từng có thời gian làm việc cùng. Bây giờ thì Hồng Anh đã mang trên mình một màu áo mới rồi. Nó không còn là thành viên của Game TV nữa. Nhưng Game TV là nơi đưa Hồng Anh lên. Nơi có được một Hồng Anh toàn diện đến bây giờ. Nhưng mà bán Hồng Anh sang Thái Bình thì mua chịu mãi chả trả tiền gì cả. Nhắc khéo tí.